Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 ngày 27 tháng 12 hôm nay tại cầu Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, khiến một xe ô tô bị lật ngửa. Thông tin ban đầu vào thời điểm trên, một người phụ nữ lái chiếc xe ô tô hiệu Mazda mang bị kiểm soát 30G đi từ quận Long Biên hướng về trung tâm Hà Nội. Khi đi đến địa phận quận Hai Bà Trưng, chiếc xe này tông vào giải phân cách rồi va chạm với một chiếc xe ô tô màu đen. Sau cú tông mạnh, chiếc xe ô tô do người phụ nữ cầm lái tiếp tục lao sang làn đường hướng đi Long Biên rồi lật ngửa trên cầu. Rất may vụ tai nạn giao thông không có thương vong về người, nhưng giao thông qua khu vực bị ùn ứ, các xe di chuyển chậm. Liên quan đến vụ tai nạn, đội cảnh sát giao thông số 5 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và phân luồng giao thông tránh xảy ra ủn tắc kéo dài. Tối ngày 26 tháng 12, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Điện Biên cho biết, khoảng 17 giờ 50 cùng ngày, tại địa phận bản Pá Tong, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một xe khách cháy rụi. Theo trạm cảnh sát giao thông tuần giáo, thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 6 người trên xe khách, tuy nhiên, những người này đã kịp thời thoát nạn. Tại hiện trường, chiếc xe khách bị cháy rụi hoàn toàn. Ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, các đơn vị chức năng trạm cảnh sát giao thông tuần giáo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, xác minh làm rõ vụ việc. Theo đội giao thông số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh vừa xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe container và một xe ô tô khiến 4 người thương vong. Theo đó, khoảng 19 giờ 40 ngày 26 tháng 12, tại km 194 trên quốc lộ 18A đoạn qua địa bàn xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe container mang bị kiểm soát biển Hải Dương kéo theo rơ móc với xe ô tô con mang bị kiểm soát tỉnh Quảng Ninh. Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương nặng, trong đó có 2 người đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Theo những người chứng kiến vụ việc, xe container lùi từ trong một quán ven đường ra quốc lộ 18. Đúng lúc đó, xe con đi hướng Hạ Long Móng Cái đã đâm trực diện vào đuôi sau bên thành phải container, rồi văng sang bên trái đường. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Một vụ giao thông nghiêm trọng xảy ra vào chiều tối qua ngày 26 tháng 12 trên đường Tô Hiệu, Hà Đông, thành phố Hà Nội. Chiếc xe ô tô di chuyển trên đường tô hiệu chạy với vận tốc cao đã lấn sang là đường ngược chiều đâm vào người điều khiển xe ba bánh. Cú đâm mạnh khiến người điều khiển xe ba bánh bị dập nát cả hai chân, cả hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Theo một số người dân cho biết, tài xế ô tô điều khiển xe trong tình trạng không tỉnh táo, nghi say rượu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, giải quyết và điều tra nguyên nhân vụ việc. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại tình huống giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người thoát tim. Theo đó, một chiếc xe ô tô con đang lưu thông trên đường thì bất ngờ chạy lấn làn sang làn đường ngược chiều rồi tông thẳng vào đầu xe tải. Cú tông mạnh khiến xe ô tô con văng ra ngoài, xoay ngang đường. Phần đầu chiếc xe bị hư hỏng nặng, hiện chưa rõ địa điểm cụ thể cũng như tình trạng cụ thể của tài xế, nhưng ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã phải dùng mình khi chứng kiến cảnh tượng này.